nhân Hoa ngữ từng bị mỉa mai khắp mạng xã hội vì quá béo, giờ đẹp ngây ngất ở phim mới khiến netizen mê mệt. Mới đây, loạt tạo hình của Lý Lan Địch trên phim Trường Chiều Tuyết Lục đã được chia sẻ lên mạng xã hội, thu hút nhiều sự chú ý. Trong loạt ảnh, Lý Lan Địch không chỉ có tạo hình đơn giản mà rất đẹp, mà nhan sắc của cô cũng rất rực rỡ, tràn đầy khí chất thanh xuân. Có thể bạn chưa biết, thế nhưng cách đây 5 năm vào thời điểm phim Mộng Hồi Đại Thanh lên sóng, khắp cõi mạng đều là những lời chê bai ngoại hình của Lý Lan Địch. Khi đó, Lý Lan Địch không sở hữu cơ thể thanh mảnh như bây giờ mà có phần mất kiểm soát cân nặng. Thậm chí trong một cảnh phim, bạn diễn của Lý Lan Địch còn không thể bế nổi cô, thế nên ekip sản xuất đành phải để cô ngồi lên thang. Thế nhưng sau đó, Lý Lan Địch đã giảm cân và vẫn duy trì vóc dáng cho đến tận bây giờ. Khi cô đang tham gia đóng dự án cổ trang Chiều Tuyết Lục, không chỉ thế, những nét đẹp của cô cũng ngày một thăng hạng, khiến các fan ngắm mãi chẳng biết chán. Netizen khen ngợi loạt ảnh mới của Lý Lan Địch ở phim Chiều Tuyết Lục, đẹp quá, Lý Lan Địch gầy lại một cái là lộ ra tiên cốt ngay. Lý Lan Địch càng ngày càng xinh, bé yêu xinh xỉu, mê điên. Tạo hình này Lý Lan Địch xinh quá, Lý Lan Địch hồi xưa phim Mộng Hồi Đại Thanh bị chê mọi mặt trận, giờ khác biệt thật sự luôn. Nói thêm về Chiều Tuyết Lục, bộ phim kể về nữ chính Tần Hoan, người vốn là con gái của một vị quan ở Đại Lý Tự. Tuy nhiên, gia tộc của cô đã gặp nạn diệt môn khi vướng vào một vụ án bí ẩn. May mắn là Tần Hoan vẫn sống sót, không chỉ vậy, bằng y thuật của mình, cô còn cứu được Yến Trì, thống soái quân Sóc Tây. Yến Trì là người giúp đỡ Tần Hoan trên hành trình minh oan cho cha. Sau những lần sát cánh bên nhau, giữa họ dần nảy sinh một mối tình sâu đậm. Bộ phim Chiều Tuyết Lục có sự tham gia của Thẩm Vũ Khiết hiện đang quay, dự kiến lên sóng trên nền tảng Iki.